biển hộp đơn. Hello everyone, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với VVP. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn và quý vị một cái cách hàn biển hộp đèn đơn giản cho mời mới vào. Mời mọi người cùng theo dõi trên video. Trước tiên là ta đính cái góc trước, đính bên ngoài. Sau đó khi đo vuông rồi thì chúng ta sẽ hàn chết lại và hàn lật mặt để cho nó không bị co khung. Đây là đang làm cùng biển. Mát tiếp xúc kém thì chúng ta phải chấm vào mát trước. Hàn ít thế này chỉ cần lấy găng tay để che hàn quen rồi. Mọi người mới tập hàn thì chúng ta phải kính và che chắn đầy đủ, không đau mắt. Bên này xong thì chúng ta lại đính bên này tiếp. Và bây giờ chúng ta có thể tung lên rồi. Điểm mà sắt nó dày nhất vì nó hơi sai cái điểm, nhưng mà những cái góc vuông là điểm sắt dày hơn. Ôi cái mát nó rất là kém. Đấy, hàn các mặt nữa là ok. Điểm các mặt thế là xong một cái liền đơn giản rồi các bạn. Hiện nay có kích thước là 1m2 x 1m2, nhưng mà cái chiều cả chân 1m2 x 1m2 cả chân, mà kích thước biển thì có 70, chân 40 phân rồi. Vậy là chúng ta cũng đã hoàn thiện chiếc biển đơn, khung biển đơn.
cho khách. Đây là kết quả. Và các bạn là đầu cái kênh cho mình, xin đăng ký kênh ủng hộ mình. Trân trọng cảm ơn. Thank you everyone.